xin chào các bạn nhỏ đáng yêu của lớp lá 1. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là làm quen với con chữ hờ và giờ. Cô mời các con cùng theo dõi bài học nhé. Các con xem cô có hình gì nào? À, cô có hình hoa hồng. Cô có từ hoa hồng. Hoa hồng. Trong từ hoa hồng, cô có chữ hờ. Hờ. Các con cùng đọc lại với cô nhé. Hoa hồng. Hoa hồng. Hờ. Hờ. Các con xem cô có hình gì tiếp theo nhé. Cô có hình con dê. Cô có từ con dê. Trong từ con dê, cô có chữ giờ. Giờ. Các con đọc lại cùng cô nhé. Con dê. Con dê. Giờ. Giờ. Bé hãy tìm chữ hờ và giờ trong các từ sau. Hư cao cổ. Hư cao cổ. Con tìm thấy chưa nào? Cô tìm thấy chữ hờ trong từ hư cao cổ. Sang từ tiếp theo nhé. Hoa huệ. Hoa huệ. Con tìm thấy chưa nào? Cô tìm thấy chữ hờ trong từ hoa huệ. Cô và con cùng qua từ tiếp theo nha. Con diều. Con diều. Con tìm thấy chữ gì trong từ con diều nào? À, cô tìm thấy chữ giờ trong từ con diều. Chúng ta qua hình tiếp theo. Trái dâu. Trái dâu. Con tìm thấy chưa nè? Cô tìm thấy chữ giờ trong từ trái dâu. Và hình cuối cùng nha. Hoa hướng dương. Hoa hướng dương. À, cô tìm thấy chữ hờ và giờ trong từ hoa hướng dương. Các con vừa được làm quen con chữ hờ và giờ qua các từ. Bây giờ cô Ly mời các con hãy tìm chữ hờ và giờ qua bài đồng dao dung văn dung vẻ. Dung văn dung vẻ. Dắt trẻ đi chơi đến cổng nhà trời, lạy cọc lạy mờ cho cháu về quê. Cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xịp, ngồi thụp xuống đây. Con hãy tìm con chữ hờ và giờ qua bài đồng dao dung văn dung vẻ nhé. Hôm nay lớp chúng ta đã được làm quen với con chữ hờ và giờ trong các từ. Lớp chúng ta học rất là ngoan nè. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học sau nha.